Rồi, ok anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhé, Phụ Tùng Ô tô Nhật Đức. Hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn một sản phẩm chính là cái nhựa bao quanh bậc chân bước lên xuống của Hyundai 110SL, 110XL và 75SL, rồi Hyundai 3,5 tấn nhập khẩu. Thì con này nó là bậc chân to. Đấy, khi anh em mua cái bậc chân này thì các bạn nhớ lưu ý chụp cho mình hình đầu xe, và các bạn có thể đọc theo cái thông số mã của nó. Vì toàn xịn của nó thì đằng sau nó sẽ có mã. Ở trước mặt các bạn đây đó chính là một lái một phụ, thì khi anh em mua thì anh em nhớ đọc cho mình là bên lái bên phụ nhá. Cái này thì bán tách bóc tách, rồi anh em hỏi bên lái mua bên lái hoặc bên phụ, anh em mua bên phụ. Còn đây là hàng xịn 100% chính hãng, nói không với hàng Sài Gòn và nói không với hàng Trung Quốc sản xuất thay thế, vì đây là hàng xịn 100% Mobit. Đây, đầu tiên thì các bạn sẽ biết là Mobit xịn thì nó sẽ đóng gói trong túi ni lông như này. Đây, các bạn lại đóng gói trong túi ni lông như này. Đây, và bao gồm nó có tem mã vạch đây các bạn. Đấy, tem mã vạch đây, tem mã vạch đầy đủ anh em nhé. Đấy, đóng gói như này các bạn này. Đây, đóng gói như này, trong túi lông sẽ đóng gói như này. Và ngoài ra đó thì khi các bạn bóc ra bên trong thì nó sẽ như thế này. Đây, bóc bên trong. Mặc dù mà mình nói thật các bạn là đôi khi anh em cầm vào có thể nó sẽ, các bạn nhìn thấy mơ vía nhựa đây. Nó mơ vía nhựa, đây là mơ vía nhựa xịn chứ không phải mơ vía nhựa đều các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm. Còn có một cái mà các bạn cần lưu ý là hàng xịn, tại sao là hàng xịn? Xịn là bằng sao nó có logo các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy logo không? Đấy, logo Hyundai và toàn bộ thông số mã của nó trùng với cái mã tem đằng trước các bạn vừa nhìn. Nếu các bạn mua hàng pha ke thì đằng sau nó sẽ không có logo. Các bạn lưu ý là đằng sau nó sẽ không có logo Hyundai. Và nó sẽ không có những cái thông số mã này, nó chỉ có cái vạch vạch này. Đây này, nó chỉ có cái vạch vạch này thôi các bạn nhé. Các bạn lưu ý giúp mình này, nó chỉ có cái này thôi, nhưng nó sẽ không có biểu tượng logo Hyundai và có một loạt thông số trên này. Đấy, còn hàng xịn nó sẽ có bao gồm hai cái vạch vạch này và cái này luôn. Đấy, mặc dù nhựa của nó các bạn nhìn có thể đằng sau nó mơ via, nhưng mà nó là xịn 100%. Vì những cái mơ via này khi các bạn lắp cái bậc chân vào thì nó sẽ che hết toàn bộ đi, vì cái này là cái khuôn của nhà sản xuất Hyundai họ làm, chứ không phải là mình bảo là bảo thủ cái này lọ các bạn nhé. Các bạn lưu ý cho mình. Đấy, còn đây là cái bậc chân này. Đấy, đằng sau của nó thì bao gồm có quy này, có hai quy. Đấy, cái này ra nó bị tuột mất một quy, các bạn đưa quy cũ sang được giúp mình. Đấy, đây là cái lòng bậc chân các bạn nhé, hàng xịn 100% của Hyundai 110SL. Đấy, anh em nào mà bị hỏng cái lòng bậc chân này thì nhớ ủng hộ cho mình nhé. Theo số điện thoại là 09788 đây, hai số điện thoại của mình đặt cái biển đây. Chỉ dùng duy nhất hai số nhá. Anh em nhớ vào đúng cái Phụ Tùng Nhật Đức giúp mình này, rồi mũi tên này. Các bạn vào đúng Phụ Tùng Nhật Đức mới đúng cái nhà mình nhá. Ngoài ra tất cả các hàng bên cạnh là không phải nhà mình. Hoặc là tất cả các số điện thoại khác đó là lừa đảo hết anh em nhá. Anh em lưu ý giúp mình nhá. Các bạn vào đúng Phụ Tùng Nhật Đức.